vào nào đấy mà nét thì chủ chủ tí được. Anh đọc em con 38 nhé. Anh cứ thấy thoải mái anh ạ. Không biết rồi, anh đứng anh nhìn thôi. Anh nhắc rồi. Cứ líu là em gạch anh. Biết rồi. Anh là anh của anh thắng mà. Là gì đó. Anh em giám khảo mà cần hỗ trợ thì chúng ta giới thiệu và tổ chức sẽ cho người hỗ trợ anh em thực thi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kia đây. Quạt rồi Thành ạ, mẹ ơi. Nó kiểu thế, khỏi con. Kiểu lưu là như thế. Vậy luôn. Nhìn nào. Tượng đầu luôn. Đánh lại ra. Bao lâu? Đặt em chơi chim tần lỗi thôi. Chính quyền người ta chơi chim lưu thì em làm gì. Kể cả cụt một chân mà lưu vẫn nuôi ở đâu. Có đấy. Bỏ đi, nếu mà sống này. À, đưa nhau vào. Đúng vậy. Con Ngọc của anh Hùng bán tốt phết. Tiếp tục. Hai con này bắt đầu lưu rồi là biệt luôn. Bốn đầu tám đi. Tìm đấy. Đánh chim bỏ tiếp. Lưu Đoan Trang thế. Cảm ơn con này sắp lùi nó kéo nó mà liên tục tiếp liên tục không phải dụng cái gì nữa nhảy liên tục không phải dụng cái gì nữa tiếp. Hết giờ.